là Lụa. Năm nay tôi 24 tuổi. Cha tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Vì để có tiền nuôi mẹ bị bệnh nặng và nuôi em trai đang đi học, mỗi ngày tôi phải đẩy chiếc xe ra đường lớn để bán cơm tấm. Dạ, của anh 20 đi anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Sao này kỳ vậy? Anh Khoa bình tĩnh nha, để em làm gì mới cho anh ha. Tính tiền một dĩa thôi nha. Em biết rồi, bớt nóng. À, bác ơi, bác đói bụng lắm hả? Để con làm cho bác dĩa mới nha. Bác cho con xin lại dĩa này nha. Dạ, em mời anh. Dạ, con mời bác. Tiền đi em ơi. Của anh Khoa 20. Nhìn thấy gì bận đồ sạch sẽ gì đó, không thấy gì bụi đời đâu. Mà sao kỳ cục quá. Kệ, người ta có lúc này lúc khác mà anh. Mình giúp được thì giúp. Thôi, tiền cho em nè. Rồi, cảm ơn anh Khoa nha. Cô giỏi thương người lắm. Dạ, con mời bác uống nước. Sao bác không về nhà? Nhà ở đâu? Không nhớ. Ủa, vậy sao được? Dạ thưa má, con mới về. À, chị Hai về. Út đang học bài hả? Dạ. Ủa, hôm nay chị Hai bán hết sớm vậy chị Hai? Hôm nay chị Hai bán cực kỳ đắt. Ghê. Ai đây con? À, dạ, bác này đi làm mà không có nhớ nhà nữa. Nên là con định đêm nay á cho bác ngủ nhờ ở nhà mình. Rồi sáng ngày mai á con đưa bác lên công an phường, nhờ họ tìm người thân giùm. Nhà mình á cũng đâu có rộng rãi gì đâu con. Mà ở ngoài thì trời cũng khuya quá rồi. Bây giờ đưa bác về đây rồi thì cũng phải đành thôi. Chứ biết sao giờ. Dạ. Má, tối nay cho bác ngủ chung với con nha má. Ừ, cũng được. Sáng hôm sau, tôi đưa bác ấy lên công an phường để họ tìm người nhà cho bác. Tôi vui vì tôi giúp được người khác. Thế rồi công việc buôn bán của tôi vẫn tiếp tục. Ngày qua ngày, tôi không gặp lại bác trai đó một lần nào nữa. Dần dà, tôi cũng quên luôn chuyện này vì cơm áo gạo tiền vây quanh. Có khách chưa? Dạ. Anh ăn gì anh? Lấy anh dĩa cơm không sườn, không chả, dĩa lấy trứng được không? Dạ được. Chị Hai ơi, cho anh này dĩa cơm trứng. Ừ, đợi chị chút. Nè, em đưa ra một hồ nữa, tính tiền cơm trứng cho anh thôi nha. Dạ. Anh ơi, cái này chị em chỉ tính phần cơm trứng à. Ủa? Cảm ơn chị em nha. Dạ, em chúc anh ăn ngon miệng. Út, bây giờ em về nhà lo cơm nước với má đi, để chị bán một mình được rồi. Dạ. Cô cho tôi gửi tiền đi. Của anh hết 15.000. Ủa, sao chỉ có 15.000 vậy? Tôi chỉ tính tiền cơm trứng thôi.
cô làm tôi ngại quá. Có gì đâu, anh mới ăn lần đầu nên tôi khuyến mãi. Cô biết tôi đến đây ăn lần đầu luôn hả? Ở đây á, tôi bán cho khách quen không à, nên ai mới tới là tôi biết liền. Cơm còn nấu ngon lắm đó. Nếu mà ngon thì lần sau anh sẽ nhất định ủng hộ tôi nữa đó. Nhưng mà lần sau có được khuyến mãi sườn chả không? Tại tôi chỉ đủ tiền ăn cơm trứng thôi. Nếu mà như vậy á, thì lần sau tôi sẽ bán đúng giá, không có khuyến mãi cho anh nữa đâu. Cô bán như vậy á, cô có đủ thu nhập không? Cô đừng hiểu lầm, không phải là tôi nhiều chuyện đâu. Tôi chỉ muốn quan tâm đến người mà vừa khuyến mãi một dĩa cơm thật là ngon cho tôi. Thì tôi bán đủ sống. Cảm ơn cô, lần sau tôi sẽ ghé ăn. Sau lần ăn dĩa cơm tấm khuyến mãi của tôi, anh ta, người mà sau này tôi mới biết tên là Hậu, thường xuyên ghé chỗ tôi. Lần nào anh ta cũng gọi một dĩa cơm tấm trứng. Dĩ nhiên tôi không khuyến mãi nữa. Ăn xong, Hậu hay ngồi cà kê nói chuyện với tôi. Nhiều khi không có em tôi, Hậu xung phong, bưng bê phụ một cách nhiệt tình. Mới đầu tôi cảm thấy khó chịu vì nghĩ anh ta vô công rỗi nghề. Nhưng dần dà tôi lại quen có Hậu bên cạnh. Vậy là coi như bữa nay em bán hết sớm rồi ha. Nhờ có anh hết đó. Sao lại nhờ có anh? Thì em để ý ngày nào mà anh mở hàng cho em là lúc đó em bán đắt. Em nói thiệt đó hả? Vậy em thuê anh đi. Mỗi tối anh sẽ ra đây mở hàng, rồi phụ em dọn dẹp. Em chỉ cần trả công anh một dĩa cơm trứng thôi. Anh làm như là em bóc lột sức lao động của người khác dữ lắm gì đó. Anh nói thiệt mà. Lụa nè. Dạ. Lụa có bạn trai chưa? Thì anh cũng thấy rồi đó. Em nghèo như vậy nè, em còn phải lo cho mẹ đang bị bệnh nặng, rồi lo cho đứa em trai đang đi học nữa. Ai mà dám kết bạn với em? Anh dám. Anh chọc em đúng không? Không, anh nói thiệt đó. Thôi, em nhìn mặt anh á là biết anh đang chọc em rồi. Anh nói nghiêm túc á, là bạn gái anh nha. Tôi không dám đồng ý làm bạn gái của anh. Nhưng kể từ sau hôm đó, cứ đúng 6 giờ là Hậu xuất hiện ở chỗ tôi, giúp đỡ tôi các việc. Đến một ngày không thấy anh tới, trong lòng tôi có chút hoang mang và buồn buồn nghĩ ngợi, chắc là Hậu đã chán tôi rồi. Tặng em nè. Em cảm ơn anh nha. Em thích không? Dạ thích. Lụa nè, anh muốn được sớm cùng em để chăm lo cho bác và cho thằng Tài. Vậy anh đợi má của em khỏe khỏe đấy nha. Sẽ đợi.
dẫn tôi về nhà gặp gia đình của anh. Nhưng tôi luôn cảm thấy rất áp lực, nên một mực nghĩ ra lý do để từ chối. Mãi cho đến một năm sau, sức khỏe của mẹ tôi dần khá hơn, tôi mới đồng ý đến thăm gia đình của anh ấy. Này là nhà của anh hả? Đúng hơn là nhà của ba anh. Không ấy, anh chở em về được không? Chứ em ngại quá. Sao vậy? Em phải tin anh chứ. Ba, ba xe mai tới nè ba. Dạ, con chào bác. Ủa, bác? Bác là... Bà của anh đó. Ngồi, ngồi đi con. Em ngồi đi. Trời đất ơi, con không ngờ lại gặp bác ở đây. Mà sao lần đó bác lại bị như vậy? Từ lúc mẹ của anh mất, ba anh rất là buồn. Tâm lý ba anh á, lúc nào cũng bất ổn. Khi á, thì rất là tỉnh táo. Khi á, thì rất là lú lẫn. Lần trước á, ba anh đi chơi, bị lạc đường. Rồi đói bụng quá nên đã vào quán cơm của em, giành lấy cái dĩa cơm mà khách đang ăn. Em vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh của bác hôm đó. Lúc mà tỉnh á, ba anh có kể với anh. Hôm đó, em đã không la mắng ba anh, cũng không đuổi ba anh đi. Đã vậy, em còn làm một dĩa cơm để mời ba anh ăn. Em còn dẫn ba anh về nhà để cho ông ngủ nhờ qua đêm. Bác còn nhớ con không bác? Lụa bán cơm đấy mà. Đúng rồi đó ba. Và Lụa cũng sẽ là con dâu mà con ra mắt với ba. Ba có ưng không ba? Ưng. Ưng chứ. Sau này khi đã trở thành vợ chồng rồi, anh Hậu mới tiết lộ thêm rằng ban đầu anh đến quán của em chỉ là muốn cho em một chút tiền và nói lời cảm ơn. Nhưng thấy em, anh lại ngay cái nhìn đầu tiên, rồi được ăn tô hủ tiếu khuyến mãi rất ngon, nên anh không thể không tới đó mỗi ngày. Một năm sau, nhờ sự giúp đỡ của chồng, tôi đã có một quán cơm tấm. Sau tất cả những gì đã trải qua và nhận được, tôi đã hiểu ra rằng người nhân hậu nhất định sẽ có số mệnh tốt. Nếu như bạn đưa tay ra giúp đỡ người khác, thời khắc ấy bạn đã là quý nhân của họ. Rồi một ngày nào đó cũng sẽ có người đưa tay ra giúp đỡ và làm quý nhân của bạn. Hãy biết cho đi thì cuộc đời của bạn mới có những điều tốt đẹp được người khác trả lại.